Vâng, em xin chào các bác. Đấy, hôm nay thì em tiếp tục lên cho các bác ở đây là hai cái con cục công suất kiêm giải mã của Onkyo nhé. Đấy. Đều là dòng R7X nữa, đều là dòng R7X nhưng mà giá nó sẽ khác nhau. Đấy. 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 Cái này thì cũng coi như là một cái clip để giải đáp thắc mắc tại sao để con này nó bán như thế này, con kia lại bán giá kia nhá. Đấy, con bên này giá của nó là 1 triệu 450 và con bên này giá của nó là 1 triệu 050 nghìn đồng. Đấy thì tại sao lại hai con nó lại cùng một cái mã như vậy nhưng mà tại sao lại có cái sự chênh lệch về giá? Đấy thì bây giờ em xin giải đáp luôn cho các bác nhé. Đấy con bên này, đây, con bên này, đây các bác nhìn, con bên này nha, con bên này thì hàng về đây, đấy. Nắp niếc còn rất là đẹp nha. Đấy. Con bên này cũng thế, nắp niếc cũng còn rất là đẹp, đó. Được. Con bên này mặt bụi cũng còn rất đẹp và con bên này mặt bụi còn rất đẹp, đúng không ạ? Hai con mặt mũi còn đều còn đẹp như nhau nhưng có sự khác biệt như sau này. Con bên này nó đẹp hơn, nó đẹp hơn ở cái điểm gì? Hai cái sườn này nó không bị sứt. Đấy. Hai sườn không bị sứt nhá, trong khi là con này thì cái sườn này nó đang bị mất một tí cái nhựa ở đây. Đấy. Thì đương nhiên là hàng nó xấu hơn thì giá nó sẽ rẻ hơn. Một cái điểm nữa là con bên này, con NBX bên này thì là nó chạy được cả CD, còn con bên này thì nó hiện tại là CD nó ngoẻo rồi, nó không đọc nữa. Đấy. Thì một con bên này là CD nó vẫn còn đọc thì giá của nó sẽ là 1 triệu 450 và bên này là con này là CD không đọc nữa thì giá của nó cộng thêm với cả cái sườn bên này nhá thì là giá của nó là 1 triệu 050. Đấy thì bác nào đang có nhu cầu mua con nào trong hai con này thì điện cho bên em nhá. Cần hàng rẻ em mua có chất lượng nhưng mà chấp nhận bên ngoài hơi kém đẹp một tí và không cần CD nhá thì là lấy con bên này với giá là 1 triệu 050 nghìn. Đấy còn bác nào cần lấy con đẹp này chạy cả CD thì lấy con bên này giá là 1 triệu 450 nhá. Đấy thì bác nào lấy con nào thì lấy nhá. Đây em sẽ cắm thử cho các bác lên này để các bác thấy là cả hai con đều vẫn còn lên điện nhá. Đấy, đều vẫn còn lên điện nhá. Này. 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 Thấy chưa? Hai con đều vẫn đang lên điện bình thường nha. Này. Con bên này thì CD của nó em test là vẫn còn đọc này. Còn bên này thì con CD của nó là không đọc nữa rồi nha. Đây các bác thấy này, CD vẫn đọc này. Con này thì đang con này nó đang trùng giấy cua loa này nó không vào đĩa được. Đấy. Con này vẫn đọc này, có thấy không ạ? Vẫn đọc đĩa bình thường nha. Đấy, và con bên này. Đấy. Con bên này nhá. Đây. Đấy, con bên này thì nó đang cái giấy cua loa đang trùng nên là khi lúc nó kéo vào nó hơi khó hơn một tí. Đấy. Con này đấy các bác thấy nào không đọc đĩa được chưa? Đấy nhá, thì đấy là sự khác biệt giữa hai con. Đấy. Một con là không đọc đĩa, đấy, và một con là có đọc đĩa nhá. Đấy. Thì con Onkyo NBX bên này thì giá của nó là đi 1 triệu 450 và con bên này là giá của nó là 1 triệu 050 nhá. Đấy. Ok. Em xin kết thúc video ở đây. Và xin hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em. Đấy. Mọi thông tin chi tiết về hai cái sản phẩm Onkyo NBX này thì các bác liên hệ cho bên em theo số điện thoại là 0966 594 581 hoặc là 097 989 1652 đặt hàng nhé. Đấy, con có CD là 1 triệu 450 và con không CD là 1 triệu 050 nhé. Đấy, với cả nó bị tí ở kia. Đấy, em cũng thông báo rõ ràng rồi nha, không các bác này bảo là ấy. Đây, hai con đi về vỏ viết thì nó cũng có thể nó là tương đồng với cái vỏ. Có hơi khác nhau ở tí mà cái phần chức năng và cái phần sườn một tí thôi. Đấy nhá. Đấy. Hai con này thì đều là sử dụng điện 100V và cùng một cái mã của nó là NBX hết nha. NBX này. NBX này, cùng một mã nha nhưng mà nó sẽ có cái sự khác nhau về cái tiền. Đấy. Hàng made in Japan này. Con này cũng made in Japan này. 46W nha, 46W nha. Đây nó cùng một mã thôi nhưng mà nó khác nhau một tí xíu thôi nha, khác nhau một tí xíu ở đây. Đấy. Ok nha. Đấy. Ok.
Thì bác nào mua con nào trong hai con này liên hệ cho bên em nhé. Số điện thoại là 0966 594 581 hoặc là 097 989 1652. Và các bác có thể đến trực tiếp cửa hàng ở tại số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để mua hàng nhé. Xin chào các bác. Vâng.